đổ xô săn ảnh hoàng hôn đẹp nhất châu lục tại Hạ Long. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều tổ chức du lịch thế giới đều bình chọn, ca ngợi Hạ Long là thánh địa du lịch châu Á, là một trong những địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất châu lục. Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đang vào khoảng thời gian đẹp nhất trong năm để ngắm hoàng hôn trên biển. Những ngày thu của Hạ Long đón nắng nhiều nhưng lại là mùa ngắm hoàng hôn đẹp nhất. Du khách đến Hạ Long thường tập trung tại các địa điểm có không gian rộng như khu vực chân cầu Bãi Cháy, khu bãi biển Bãi Cháy và trước đảo Rều để nhìn cảnh mặt trời lặn ở cuối chân trời. Ghi nhận của phóng viên, tại khu vực Bến Đoan, nhiều nhóm bạn trẻ tranh thủ đến đây để săn ảnh hoàng hôn. Hoàng Minh cùng nhóm bạn từ Sài Gòn ra Hạ Long để du lịch. Khi đến Hạ Long, chủ khách sạn nơi Minh ở giới thiệu đến nhóm bạn tranh thủ cuối giờ chiều ra khu vực này để chụp ảnh hoàng hôn. Em rất thích thú khi hình ảnh vịnh Hạ Long rộng lớn được nhuộm màu hồng vàng của hoàng hôn, mặt trời đỏ cứ lui dần về phía chân trời. Chúng em tranh thủ chụp ảnh và lưu giữ kỷ niệm đặc biệt này với nhau, Minh chia sẻ. Theo những người có kinh nghiệm, thời điểm săn hoàng hôn thường vào những ngày có nắng, ít mây. Khung giờ rơi vào khoảng hơn 17 giờ khi mặt trời lùi dần về phía chân trời. Ngắm hoàng hôn đã trở thành một thói quen của nhiều người sau một ngày dài làm việc, giúp tâm hồn được thư giãn sau những khó khăn và mệt mỏi. Khung cảnh được săn đón nhiều nhất là mặt trời lặn dần sau ngọn hải đăng thuộc tổ hợp cảng tàu quốc tế Hạ Long. Thời điểm này các tàu du lịch cũng hối hả trở về cảng sau khi đưa khách tham quan vịnh Hạ Long. Chứng kiến mặt trời dần dần khuất sau cầu Bãi Cháy bắc qua vịnh Hạ Long là một trải nghiệm đặc biệt. Nhiều tay máy, nhiếp ảnh gia cũng tranh thủ khoảng thời gian này để săn những bức ảnh độc đáo. Với những người đam mê nhiếp ảnh, săn y hoàng hôn ở Hạ Long chính là nguồn cảm hứng bất tận. Từ khoảnh khắc chuyển giao huyền diệu của thiên nhiên mà rất nhiều bộ ảnh nghệ thuật đã được ra đời. Mặt trời hồng dần khuất sau những đảo đá xa tít cuối chân trời vịnh Hạ Long.